Thời gian tiêu hóa của các loại thực phẩm. Các bạn có bao giờ tự hỏi là khi mà mình ăn uống xong thì bao lâu dạ dày của mình sẽ tiêu hóa hết thức ăn hay không? Và ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nha. Và để xem là thực phẩm nào sẽ tốt cho dạ dày của mình nhé. Thứ nhất là nước lọc, thời gian tiêu hóa rất là nhanh nha, gần như là ngay lập tức. Thứ hai là nước ép hoặc là các loại trái cây thì mất khoảng 15-20 phút sẽ tiêu hóa hết nha. Thứ ba là rau củ cần khoảng từ 30 đến 40 phút. Còn thứ tư là cá thì chỉ mất khoảng 45 hoặc 60 phút thôi nha. Thứ năm là củ có nhiều tinh bột như là khoai tây, khoai mì này, mất khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng nha. Thứ sáu là sữa và các chế phẩm từ sữa, ví dụ như phô mai thì mất khoảng 2 tiếng nha. Thứ bảy là các loại ngũ cốc cũng mất khoảng 2 tiếng nha. Thứ tám là thịt gà mất khoảng từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Và cuối cùng là thịt bò là 3 tiếng, thịt cừu là 4 tiếng, còn thịt heo là 5 tiếng lận đó. Các bạn ơi, vậy thì chúng ta đã hiểu lý do vì sao mà nên ăn nhiều rau củ quả và trái cây chưa? Còn về đạm, thịt gà và cá vẫn là sự lựa chọn tốt nhất cho dạ dày của mình nha, bởi vì thời gian tiêu hóa của nó ngắn hơn các loại thịt khác. Để có được một sức khỏe tốt, các bạn có thể tham khảo chế độ ăn chuẩn 85-15 mà Nên đã chia sẻ trước đó nha. Nếu như bạn nào chưa xem video này, các bạn có thể bình luận phía dưới để Nên gửi link cho các bạn cùng tham khảo nha. Và đừng quên chia sẻ điều này đến với thật nhiều người để tất cả mọi người cùng biết điều thú vị này nha. Cẩm nương, cùng gia đình bạn giữ lửa yêu thương.